Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, một cái vang KM80BX đang làm lên tên tuổi, đang làm khuynh đảo thị trường. Vì dòng vang KM80BX mang thương hiệu WeWood đang sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ mới nhất, và đặc biệt là dẫn đầu về công nghệ với những tính năng tín hiệu đầu vào. Vâng, về chú Ánh ở Hà Hồ Chí Minh ạ. Vâng, chú cọc bên cháu trước một ít dạ. Vâng, thanh toán của chú còn 2,7 triệu. Vâng, một lần nữa cảm ơn chú Ánh nhé. Và bên cháu tặng kèm giấy giác đầy đủ ạ. Vâng, KM vang cơ lai số WeWood. Vâng, mã là KM80BX. Vâng, vì sao dẫn đầu thị trường hiện nay? Vì nó sở hữu chip 48 bit, xử lý dạng chip số rất là hay, và đặc biệt là echo reverb rất là ngọt ngào, được kết hợp cả echo và reverb, vì thế tiếng hát chúng ta rất là vang, rất là hay, và đặc biệt hỗ trợ cho người hát rất tốt. Và cái loop feedback ở giữa đây để chúng ta kiểm soát được chúng ta bật chống hú hay chưa rất là dễ. Để ấn vào là chúng ta bật chống hú, và kết nối bluetooth này, kết nối bluetooth, kết nối cổng quang này, kết nối quadio này, và kết đọc thẻ nhớ USB này, rất là tiện lợi. Vâng, bên cái này bên cháu giới thiệu cũng khá là nhiều, hát karaoke rất là hay, hỗ trợ người hát yếu rất tốt đó. Vâng, bây giờ chúng ta cũng đi trải nghiệm cái vang cơ lai số KM80BX với chất nhạc kia. Vâng, mic bên em trong phòng kỹ thuật test và đã chỉnh cho chú Ánh rồi ạ. Vâng, chú về chú chỉ việc kết nối vào là nghe là xong rồi ạ. Vâng, can thiệp các giải thì chú chỉ cần một cái tô vít dẹt thôi ạ. Vâng, chú can thiệp rất là tốt. Đây, bài nhạc này đang thiếu bát, chú thêm bát vào rất là dễ ạ. Vâng, chép, chú tăng chép lên tí tí thôi ạ. Vâng, đó, thì là đây là phụ thuộc vào bài hát. Chú can thiệp chỉ cần một tô vít này là chú can thiệp được tất cả các giải của mic, của echo, gì vật, của nhạc ạ. Vâng, rất là tiện lợi. Vâng, và đặc biệt là bên cháu có đưa vòng kỹ thuật test, thì tất cả những tính năng hoạt động ổn định thì nhân viên kỹ thuật lâu năm có chuyện cái dấu đỏ để chúng ta được sở hữu những sản phẩm tốt nhất khi mà trước khi ra thị trường. Vâng, một lần nữa cảm ơn chú Ánh ạ. Vâng, đang hết nhạc ạ. Đấy, đặc biệt đây là sản phẩm nhập chính hãng của thương hiệu WeWood, dòng công nghệ của Mỹ, vì thế các bác yên tâm sử dụng và bảo hành 1 năm, lỡ một đổi một trong tháng đầu. Vâng, và chú Ánh cũng là vị khách sở hữu một cái vang cơ lai số đang mạnh nhất hiện nay về công nghệ, về chất nhạc, tái tạo giải âm rất tốt, và đặc biệt echo reverb rất là ngọt ngào. Vâng, còn một lựa chọn thấp hơn phía dưới, đó là cái vang cơ lai số mang thương hiệu Zia. KM80BX cũng có echo reverb nhưng lại không có tính năng tín hiệu đường vào nhiều như KM80BX. Vâng, thì đó là sự lựa chọn của các bác. Một các bác muốn sở hữu nhiều tín hiệu đường vào thì KM80BX. Các bác không cần tín hiệu đường vào nhiều, chỉ cần jack AV, đó là KM80BX. Cực kỳ là tiện lợi. Vâng, thì hiện tại cái vang KM80BX của chú Ánh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, xin được chào, xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Vâng, sẽ cùng chào chúc chú Ánh và gia đình sức khỏe, và chúc chú luôn thành công ạ. Vâng, xin chào chú và hẹn gặp lại.